ai mà không yêu thích một chiếc loa tuyệt vời. Từ xa xưa, loa phóng thanh là cách tối ưu để thổi bùng những giai điệu yêu thích của bạn. Đó là cách bạn nói với thế giới rằng bạn đang ở đó và bạn là người tuyệt vời nhất trên hành tinh. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể thay thế những chiếc boombox khổng lồ đó bằng một thứ gì đó di động hơn trong khi vẫn duy trì độ ồn theo đúng nghĩa đen mà bạn xứng đáng được hưởng? Các kỹ sư từ Viện Công nghệ Massachusetts MIT đã ra tay cứu nguy với một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí IEEE Transaction of Industrial Electronics, nơi họ tạo ra một chiếc loa siêu mỏng có thể biến bất kỳ bề mặt cứng nhắc nào thành nguồn âm thanh hoạt động chất lượng cao. Làm thế nào về việc thổi bùng những giai điệu yêu thích của bạn ngay từ bề mặt của bàn cà phê yêu thích của bạn? Loa mỏng như giấy của bạn có bị mắc kẹt vào tường phòng tắm khi bạn hát trong lúc tắm mà không có nguy cơ bị giật theo đúng nghĩa đen không? Nghe tuyệt vời, phải không? Tương lai là bây giờ. Vậy tại sao không tận hưởng nó? Và phần tốt nhất là gì? Sao cuộn trống sao loa màng mỏng này tạo ra âm thanh với độ méo tiếng tối thiểu trong khi sử dụng một phần năng lượng mà loa truyền thống yêu cầu? Chiếc loa có kích thước bằng bàn tay mà nhóm nghiên cứu đã trình diễn, nặng khoảng 1 xu, có thể tạo ra âm thanh chất lượng cao cho dù màng phim được kết dính ở bề mặt nào. Không còn những chiếc loa cồng kềnh với hàng tỷ sợi dây. Hãy hành động ngay bây giờ và tất cả những gì bạn phải làm là đặt chiếc loa mỏng như giấy mới của mình lên một bề mặt phẳng và nhảy đi. Nói về tuyệt vời, thật đáng chú ý khi lấy thứ trông giống như một tờ giấy mảnh mai, gắn hai chiếc kẹp vào nó, cắm nó vào cổng tai nghe của máy tính và bắt đầu nghe âm thanh phát ra từ nó. Nó có thể được sử dụng ở bất cứ đâu. Người ta chỉ cần một thợ rèn Vladimir Bulovich, chủ tịch Faribault Marseille về công nghệ mới nổi, lãnh đạo phòng thí nghiệm điện tử hữu cơ và có cấu trúc Nano One Lab, giám đốc MIT Nano và tác giả cấp cao của bài báo cho biết. Thiết bị tiết kiệm năng lượng chỉ yêu cầu công suất khoảng 100mW cho mỗi mét vuông diện tích đặt loa. Ngược lại, một loa gia đình trung bình có thể tiêu thụ công suất hơn 1W để tạo ra áp suất âm thanh tương tự ở một khoảng cách tương đương. Hãy xem thành tích đáng kinh ngạc này trong lĩnh vực giải trí trong video trên và bùng nổ. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!